với chương trình Tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent. Và như quý vị đã biết, trong chương trình của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể không nhắc đến bốn vị giám khảo đáng kính. Và ngay bây giờ hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón họ. Xin giới thiệu nghệ sĩ Thanh Lộc, người mẫu MC xinh đẹp Thúy Hạnh, nghệ sĩ Hoài Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn. Tôi xin phép có một số câu hỏi nho nhỏ trước khi đêm diễn của chúng ta được bắt đầu. Trước tiên thì xin phép được hỏi nghệ sĩ Thành Lộc, không biết là trong lòng của anh lúc này thì đã có những cái tiết mục nào mà anh dự đoán là sẽ lọt vào top 3 chưa ạ? Thật ra thì không thích nói trước đâu, bởi vì nói trước thì sợ nó không phải, nó diễn ra không giống như là cái mình suy nghĩ. Tuy nhiên tôi vẫn dành cái sự ưu ái của mình cho những tiết mục mà ở tuần vừa rồi tôi xem, tôi cảm thấy thú vị và bản thân mình cũng mong muốn các bạn này sẽ được vào chung kết. Tôi thích tiết mục múa đôi của hai cháu Nhi và Huy, đúng rồi. Tôi thích tiết mục hát của bạn David Murray. Tôi thích phần trình diễn của nhóm những chiến binh đường phố. Và có lẽ đó là ba cái tiết mục mà tôi dành đặc biệt cảm tình của mình cho họ. Đó là top 3 ở trong lòng anh Thành Lộc. Thế còn anh Hoài Linh thì sao ạ? Tiết mục nào làm cho anh thấy ấn tượng nhất? Cái ấn tượng nhất của Linh là có lẽ đầu tiên cũng dành cho hai cháu nhỏ. Thục Nhi và Đức Huy ạ. Và một Linh biết là tại vì Linh cũng thích dân ca cho nên là Linh cũng thích cái cô mà Thanh Nhàn hát dân ca. Và thôi đón hai thôi, đừng đón ba. Đón ba còn cái mình ấp ủ trong bụng đi để cho nó vui. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ để lại ý kiến của chị Thúy Hạnh và anh Huy Tuấn ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tuyên bố là tổng đài của chúng tôi vẫn đang mở. Và quý vị hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho thí sinh và tiết mục mà quý vị yêu mến, cho đến lúc chúng tôi thông báo là tổng đài của chúng tôi đóng lại, thì đó là lúc chúng ta sẽ tổng kết được số lượng bình chọn tin nhắn của quý vị. Và quý vị đừng quên là chúng tôi sẽ dành những phần quà cho một số những khán giả may mắn, và họ sẽ giành được 10 triệu đồng từ nhà tài trợ của chúng tôi là nhãn hàng Omo. Và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi một lần nữa xem lại 7 tiết mục của tuần vừa rồi để chúng ta có thể có được những quyết định cuối cùng trước khi chúng ta bấm mã số bình chọn của họ và gửi đến tổng đài 7370. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị và các bạn đã có mặt tại đêm bán kết thứ tư của chương trình Tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của thí sinh đầu tiên ngay bây giờ. Tôi chờ đợi một cái gì đó bùng nổ hơn so với những gì anh vừa trình diễn, thì nó là một bài hát tròn trịa của một ông Tây hát tiếng Anh. Đây là một bài trình diễn rất là thành công và chú nhiệt liệt ủng hộ các cháu, hoan nghênh các cháu và chúc các cháu thành công tốt đẹp, tốt đẹp, tốt đẹp. Thực sự là ngạt thở. Tôi cũng thấy rất là thú vị khi các bạn chọn cho mình một cái sự thử thách là nhảy chỉ trong một cái khuôn khổ ở trên cái bục đó thôi. Và các động tác các bạn làm trong khuôn khổ đó cũng rất là đẹp. Mỗi cái làn điệu dân ca của mỗi miền nó có mỗi cái cách thể hiện khác nhau. Khi cái thể hiện cái bài lý đó nó ra cái âm hưởng miền Trung
Và khi trở về con sáo miền Nam thì em cũng hát nó tròn trịa theo cái điệu lý của miền Nam. Phần kết hợp lần này của bạn đã đưa vào được cái nội dung cho nên nó tạo một cái sự hấp dẫn để mình theo được cái câu chuyện của bạn. Các bạn đã có một kịch bản rất tốt về phần dàn dựng, về phần bố cục, về cả những đạo cụ cũng như cái hình ảnh của các bạn độc đáo và rất ấn tượng. Quán quân tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ 3 sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 500 triệu đồng từ chương trình và một giải thưởng tỏa sáng tài năng Việt trị giá 100 triệu đồng đến từ nhãn hàng Omo. Thưa quý vị, đây chính là 7 tiết mục đã đến với đêm bán kết thứ 4 của chúng tôi. Nhóm ảo ảnh mã số bình chọn 4. David Simmeray mã số bình chọn 1. Thanh Nhàn mã số bình chọn 5. Hai bé Thục Nhi, Đức Huy mã số bình chọn 2. Nguyễn Minh Cường mã số bình chọn 6. Trần Tấn Phát mã số bình chọn 3. Và nhóm chiến binh đường phố mã số bình chọn 7. Thưa quý vị, tổng đài 7370 của chúng tôi hiện nay vẫn đang tiếp tục mở. Và quý vị hãy cùng nhắn tin để bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu mến trước khi chúng tôi đóng tổng đài. Và chính những tin nhắn của quý vị sẽ quyết định ai là người ở lại và ai sẽ là người ra đi trong đêm bán kết thứ 4 của chúng tôi. Và quý vị thân mến, trong mỗi một đêm trình diễn và công bố kết quả của chương trình, chúng tôi sẽ mời đến chương trình những vị khách mời rất đặc biệt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu và chờ đợi sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt đầu tiên trong tối ngày hôm nay. Anh là một nghệ sĩ kèn saxophone rất nổi tiếng và chắc hẳn là tất cả những yêu âm nhạc thì sẽ đều nhớ đến những tác phẩm và tiếng kèn quen thuộc của anh trong những tác phẩm Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay hay Em Ơi Hà Nội Phố. Vâng, chắc quý vị cũng đoán ra được là Thanh Vân đang nhắc đến nghệ sĩ nào rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Và đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay còn có một vị khách mời. Đó chính là con gái của anh. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của họ ngay bây giờ.
Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và bé An Trần. Kính thưa quý vị, lúc này thì tôi xin phép được giới thiệu một chút về bé An Trần. Bé An Trần năm nay mới có 11 tuổi thôi ạ. Và theo như Thanh Vân được biết, cô bé rất là cá tính này thì mới học nhạc của ba được hơn 1 năm thôi đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì cho em phép em được hỏi anh là khi mà biết là bé có cái niềm đam mê với cái saxophone thì anh đã làm gì để có thể phát triển cũng như là giúp con phát huy được cái tài năng của mình ạ? Lời đầu tiên Trần Mạnh Tuấn xin được gửi quý vị lời chào trân trọng nhất. Phải nói là cha là mẹ mà thấy con mình có cái năng khiếu, đặc biệt là theo cái ngành mà mình đeo đuổi đã nhiều năm rồi, phải nói là Trần Mạnh Tuấn rất là xúc động và rất là vui mừng về cháu. Thực ra thì bạn bè thường nói là cháu đã nghe saxophone từ lúc trong bụng mẹ. Và lúc 5 tuổi thì cháu đã có cơ hội được học piano rồi. Nhưng hơn 1 năm vừa rồi thì cháu nói là cháu thích saxophone. Thế là chúng ta bảo nếu mà con thích thì tốt quá. Tại vì bố sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tại vì bố có thể dạy con ở nhà mà không mất phí mỗi ngày. Cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và bé An Trần. Một lần nữa thì Thanh Vân rất là mong là sẽ được một lần nữa lắng nghe cái tiếng kèn của hai bố con trên sân khấu của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam ạ. Và xin chúc cho hai bố con sẽ luôn luôn giữ được cái tình yêu của mình với cái kèn saxophone. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những tiết mục sẽ được quý vị bình chọn nhiều nhất trong đêm nay trước khi chúng ta đến với vị khách mời thứ hai. Và chắc chắn vị khách mời này sẽ làm cho sân khấu của chúng ta rạng rỡ và tỏa sáng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của một nữ diva, một trong những nữ diva hàng đầu của Việt Nam ở phần sau của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau ít phút nữa quý vị nhé. Xin chào quý vị, quay trở lại với đêm trình diễn và công bố kết quả tuần bán kết thứ tư của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Và như Thanh Vân đã hứa với quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt thứ hai sẽ đến với chương trình ngày hôm nay. Chị là một nữ diva và cái tên của chị gợi chúng ta nhớ đến một loài hoa rất đẹp. Chắc quý vị cũng sẽ giống như Thanh Vân, rất yêu mến giọng ca truyền cảm và đầy ngọt ngào của chị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem chị là ai. Nắng thanh thang như tràn ngập phố, đến bên em trong ngày rực rỡ. Nắng lung linh dịu dàng em hát, đợi anh phố hẹn một ngày ngát say. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón. Và anh đến bên em, dù sáng tia nắng hồng mang cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ. Và quên hết quái ta. Nắng thanh thang như tràn ngập
đến bên em trong ngày rực rỡ. Nắng lung linh dịu dàng em hát, đợi anh phố hẹn một ngày ngát dài. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón. Và anh đến bên em, dịu dàng tia nắng hồng, mang cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ. Và quên hết quanh ta. Dù dần tia nắng hồng mặc cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón. Và anh đến bên em. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón. Và cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ. Và quên hết quanh ta. Vâng, xin cảm ơn chị Hồng Nhung. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị Hồng Nhung thân mến, chị có thể chia sẻ cho Thanh Vân cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam bí quyết làm sao để chị có thể trẻ mãi không già từ ngoại hình cho đến giọng hát và luôn luôn tự tin tỏa sáng trên mọi sân khấu không ạ? Không, như em nói không già là thực ra là bởi vì đã già đâu. Xin cảm ơn em đã có lời khen ngợi đối với Hồng Nhung. Phụ nữ ai cũng thích lời khen. Và bí quyết của mọi người, có lẽ ai đến với Việt Nam Got Talent đều biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều có một talent, một cái tài năng hay là một khả năng. Nếu không phải là MC rất hay, không phải là hát hay, hay là không phải múa đẹp, thì có thể là khâu vá giỏi hoặc là nấu ăn giỏi. Ai cũng sinh ra với một khả năng thật là đặc biệt mà trời cho. Nếu như chúng ta sống và sống với cái khả năng mà trời cho đó và càng ngày càng vun sới như là một bông hoa đẹp, thì lúc đó chúng ta yêu đời hơn và mỗi một giây phút mà chúng ta được sống càng tuyệt vời hơn. Và như thế có lẽ cho năm tháng đi qua, còn chúng ta thì trẻ mãi không già. Vâng ạ, em xin được thay mặt chương trình chúc chị Hồng Nhung sẽ mãi mãi giữ được cái năng lượng sống cũng như là giữ được cái châm ngôn trẻ mãi không già của mình và truyền được năng lượng đó đến cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và đến giờ phút này chúng tôi cũng xin phép được công bố đóng tổng đài bình chọn và chúng ta sẽ có kết quả ngay sau ít phút nữa thôi, và chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị. Quý vị đừng chuyển kênh khác nhé. Và các bạn đang quay trở lại với đêm trình diễn và công bố kết quả tuần bán kết thứ tư. Và trên sân khấu lúc này đó chính là 7 tiết mục của đêm bán kết thứ tư. Một lần nữa hãy cùng dành cho họ một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, và 2 trong số 7 tiết mục này sẽ đi tiếp vào vòng chung kết. Chúng ta sẽ có kết quả ngay sau ít phút nữa thôi. Trên tay Vân lúc này đang là top 3. Top 3 chính là 3 tiết mục được quý vị khán giả bình chọn nhiều nhất trong tuần vừa qua. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục của nhóm ảo ảnh. Ở tuần trước thì chúng ta thấy là hai chàng trai của chúng ta đã có những cái động tác rất là khó, nhưng không hề có giới hạn, chỉ trong một cái bục hình vuông. Và tiết mục của họ đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng mọi người.
các bạn đã thuyết phục được các vị giám khảo của chúng tôi. Tuy nhiên các bạn lại chưa thuyết phục được các khán giả theo dõi chương trình. Rất tiếc chúng ta sẽ phải chia tay nhóm ảo ảnh tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một chàng trai có phần trình diễn Whacking kết hợp với âm nhạc thính phòng và nhạc kịch, Nguyễn Minh Cường. Đây là một chàng trai rất là thú vị. Những cái động tác tay của bạn luôn luôn làm cho mọi người cảm thấy bị cuốn hút và cảm thấy rất thích thú khi theo dõi. Khi chúng tôi theo dõi cái lượng tin nhắn bình chọn cho bạn thì rất tiếc là sự độc đáo của bạn chưa đủ để chinh phục được khán giả. Chúng ta phải chia tay với Minh Cường tại đây. David Simoray, anh có một chất giọng rất ngọt ngào và truyền cảm. Và anh Huy Tuấn đã có một lời nhận xét là giá như anh có thể bùng nổ hơn trong cái phần trình diễn của mình ở vòng thi bán kết này. Và dường như khán giả theo dõi truyền hình cũng đồng ý với ý kiến của anh Huy Tuấn. Vì vậy nên chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay để chia tay với David Simoray. Thục Nhi, Đức Huy, cặp đôi đáng yêu này, vâng, như quý vị đã thấy đấy ạ, rất nhiều những tràng pháo tay đang ủng hộ của họ. Và không chỉ ở trường quay này đâu, mà quý vị khán giả cũng dành tình cảm rất lớn cho cặp đôi đáng yêu này. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Thục Nhi, Đức Huy, họ sẽ có mặt trong top 3. Hai tài năng nhí này hứa hẹn là sẽ bùng nổ ở vòng chung kết. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi vị trí tiếp theo, Thanh Nhàn. Cô giáo dạy tiếng Nhật và đã chinh phục giám khảo của chúng ta, đặc biệt là anh Hoài Linh, với giọng hát dân ca ngọt ngào và truyền cảm của mình. Các khúc Lý Con Sáo Ba Miền nhận được nhiều lời khen ngợi từ anh Hoài Linh. Tuy nhiên, anh Huy Tuấn lại cho rằng phần sau của bạn chưa được như anh ấy mong đợi. Quyết định cuối cùng nằm trong tay quý vị khán giả. Và họ đã bình chọn cho bạn vào top 3. Như vậy là chỉ còn lại nhóm Chiến Binh Đường Phố và Trần Tấn Phát. Mạnh mẽ, hoang dại, đầy tự tin. Đó chính là những ấn tượng khó quên về nhóm Chiến Binh Đường Phố. Và giám khảo Thúy Hạnh đã nói rằng nếu như không cho họ vào chung kết thì phí quá. Trần Tấn Phát, tuần trước bạn có một màn ảo thuật rất nguy hiểm. Và liệu khán giả có quyết định cứu bạn hay không? Số lượng tin nhắn khán giả bình chọn cho Tấn Phát rất tiếc chưa đủ. Và chúc mừng nhóm Chiến Binh Đường Phố, các bạn có mặt trong top 3. Thưa quý vị, và trong bảng bình chọn ở đây đã có một tiết mục với số lượng bình chọn cao nhất. Đó chính là cặp đôi bé bỏng của chúng ta, Thục Nhi và Đức Huy. Các con chắc chắn sẽ có mặt ở vòng chung kết. Vâng, xin cảm ơn hai con rất nhiều vì đã cống hiến và trình diễn rất dễ thương. Vâng, cảm ơn hai con. Rất đáng yêu thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái phần bình chọn của giám khảo sau khi chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút quý vị nhé. Chào đón quý vị quay trở lại với đêm trình diễn và công bố kết quả tuần bán kết thứ tư. Và thưa quý vị, như kết quả vừa rồi thì chúng ta thấy là Thục Nhi và Đức Huy đã chiếm rất nhiều sự yêu mến của khán giả với 41,25% lượng phần trăm tin nhắn bình chọn. Và hai cô bé cậu bé này chắc chắn sẽ đi tiếp vào vòng chung kết. Vậy một trong hai tiết mục còn lại, ai sẽ cùng với chúng tôi đi tiếp vào vòng chung kết? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của ban giám khảo. Tuy nhiên ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời thứ ba sẽ đến với đêm trình diễn của chúng ta trong đêm nay. Hãy cùng dành một tràng pháo tay cho nhóm nhảy MTE. Thank you.
Và một lần nữa xin được cảm ơn vũ đoàn MTE rất nhiều. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời nhóm chiến binh đường phố và bạn Thanh Nhàn sẽ bước ra sân khấu. Chúng ta sẽ cùng dành cho họ một tràng pháo tay thật nhiệt liệt. Một cô gái rất xinh đẹp và sáu chàng trai rất đẹp trai, thưa quý vị. Vâng, sẽ là một sự lựa chọn rất là khó khăn cho giám khảo của chúng ta rồi. Thưa quý vị, như vậy là lúc này chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của bốn vị giám khảo của chúng ta. Đây chính là hai tiết mục được quý vị khán giả rất yêu mến và nhắn tin bình chọn rất nhiều trong tuần vừa qua. Và bây giờ sẽ là ý kiến đầu tiên của nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời anh. Tôi mở hàng hả? Trước tiên nói về nhóm của các em chiến binh đường phố. Thật sự ra thì cái tuần vừa rồi thì các em diễn anh thấy nó còn một số chỗ nó còn hơi bị lỏng cộng và không bằng cái lần mà tụi em thi cái vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên các em làm nó rất là hấp dẫn và cái sự lỏng cộng đó các em anh nghĩ là cũng có thể khắc phục được, bởi vì trong một cái khoảng thời gian nhất định thì nó cũng không phải dễ dàng cho các em. Còn về Nhàn thì em đã chọn lựa một cái bài cũng rất là khôn khéo, và cái sự khôn khéo kết hợp giữa một bài hát dân ca ba miền như thế thì anh cảm thấy rất là thích. Và với cái giọng hát ngọt ngào của em và một cái sự truyền cảm thì em đã hoàn thành tốt cái bài thi của mình trong cái tuần vừa rồi. Và thật sự ra thì để có cái sự lựa chọn thì tôi cũng hơi đắn đo suy nghĩ.
kể cả hai bên, bên nào cũng phải tập luyện cả. Bên này thì cũng bỏ công sức nhiều, bên này cũng bỏ công sức nhiều. Nhưng tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, và điều mà tôi theo đuổi đó là cái niềm đam mê của tôi. Và tôi lúc nào cũng khuyến khích các bạn, và nhất là các bạn trẻ, hãy theo đuổi và hãy lắng nghe những cái lời tâm sự bằng những bài dân ca của quê hương. Nên tôi chọn Thanh Nhàn. Vâng, như vậy là chúng ta đã có được phiếu bình chọn đầu tiên dành cho Thanh Nhàn. Tiếp theo xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Về bạn Thanh Nhàn thì lần trước thì tôi có nói rằng là cái phần sau của bạn nó chưa thuyết phục tôi lắm. Tuy nhiên thì tôi không có nói là tôi có thích hay không cái phần trình diễn của bạn. Thì hôm nay tôi phải nói với bạn rằng là mặc dù vậy nhưng tôi vẫn rất là thích thú với cái phần trình diễn lần trước của bạn. Còn nhóm Chiến binh Đường phố thì đã có một cái nhóm trình diễn trên sân khấu Got Talent rồi, và cùng một cái thể loại giống như các bạn. Thì phải nói thật là nhóm trước tôi cảm thấy thích thú hơn. Tuy nhiên thì tôi lại nhìn thấy các bạn ở một cái sự cố gắng rất lớn. Và tôi nghĩ trong một thời gian ngắn nữa mà các bạn tập trung vào luyện tập thì chưa biết là nhóm nào ăn được nhóm nào. Hồi hộp quá. Anh quyết định gì anh? Vâng, nếu mà quyết định thì tôi sẽ chọn thứ mà tôi cảm thấy gần gũi hơn. Đấy là âm nhạc, và tôi chọn Thanh Nhàn. Wow. Như vậy là Thanh Nhàn của chúng ta đã được hai phiếu bình chọn từ giám khảo. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của nghệ sĩ Thành Lộc. Xin mời anh ạ. Thật ra thì ngay từ đầu có lẽ quý vị khán giả cũng đã đoán được sự chọn lựa của tôi rồi. Bởi vì nhóm Những Chiến binh Đường phố là nằm ngay trong cái top 3 mà tôi đã dự đoán ngay từ đầu. Là tôi nói là đó là những cái tiết mục mà tôi cảm thấy là tôi có thiện cảm trong cái phần trình diễn ở Chủ nhật vừa rồi. Tuy nhiên hôm nay kết quả cuối cùng thì lại có sự xuất hiện của Thanh Nhàn thì thật sự làm tôi bối rối. Bởi vì Thanh Nhàn cũng hoàn toàn xứng đáng nếu như cô có cơ hội vào chung kết. Và tôi cũng đã nói là Thanh Nhàn đã lựa chọn con đường đi đúng của mình là quay trở lại với dòng nhạc Việt Nam. Và cô đã làm được cái điều mà mọi người đang kỳ vọng. Tuy vậy, ở phần trình diễn của Thanh Nhàn vừa rồi đối với tôi thì lại chưa thật sự thu hút tôi lắm. Bởi vì cái chuyện nó đã rồi, nhưng mà tôi nói là giá mà Thanh Nhàn chỉ hát một trong ba thể loại thôi á, thì có thể sẽ chinh phục tôi nhiều hơn là trong một phần trình diễn hát một lúc ba làn điệu. Cho nên cái nào là cái mượt mà hơn nó lại càng dễ làm cho mình so sánh giữa cái thế mạnh và cái yếu. Tuy vậy, Thanh Nhàn cũng đã lựa chọn đúng cái con đường đi của mình, và tôi nghĩ nếu Thanh Nhàn vào được chung kết là cô hoàn toàn xứng đáng. Tuy vậy, tôi vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình, bởi vì tôi không thể làm khác. Lúc nãy nhóm Những Chiến binh Đường phố đã nằm trong top 3 lựa chọn của tôi rồi, cho nên tôi vẫn trung thành ý kiến của mình, tôi chọn nhóm Những Chiến binh Đường phố. Vâng. Sau vài lần tuy vậy thì mọi người đã rất là thót tim với quyết định cuối cùng của anh. Và xin chúc mừng nhóm Chiến binh Đường phố đã có một phiếu. Phiếu còn lại sẽ thuộc về các bạn hay là không? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của nữ giám khảo xinh đẹp Thúy Hạnh. Thực ra với kết quả ngày hôm nay thì tôi hơi ngạc nhiên với anh Huy Tuấn một chút. Anh Hoài Linh thì tôi không có gì ngạc nhiên với sự lựa chọn của anh Linh cả. Anh Linh chọn Thanh Nhàn cũng đúng thôi, vì đúng cái phần mà anh Linh rất là yêu thích. Và anh Linh thường thích những cái làn điệu dân ca. Nhưng mà anh Tuấn hình như là anh Tuấn hơi có chút sự ghen tị với các bạn ấy. Thế nên là anh có chút cá nhân ở đây nên anh quyết định chọn Thanh Nhàn đấy. Nếu mà ganh tị là ba anh em tôi ganh tị hết rồi. Không, anh không biết đâu. Anh Tuấn anh có một ước mơ hoang dại. Ai cũng thấy người ta con chuột. Không, anh hiểu không? Anh Tuấn anh có một ước mơ hoang dại. Mà ước mơ hoang dại của anh không bao giờ thực hiện được. Thế thôi anh ấy xem ước mơ hoang dại ra một bên.
Nói vui như vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là tôi không nói thì mọi người cũng đã biết kết quả sự lựa chọn của tôi rồi. Mặc dù là phần thi của Thanh Nhàn cũng rất là tốt, nhưng mà thật sự mà nói thì trong các cái tiết mục của tuần vừa rồi thì Thanh Nhàn lại không để lại cho tôi ấn tượng nhiều lắm. Nên là rất tiếc, xin lỗi bạn, tôi sẽ chọn Chiến binh đường phố. Và kết quả của tuần này lại là 2 đều. Như vậy phần khó lại về Thanh Vân rồi, bởi vì Thanh Vân lại đang cầm trên tay kết quả của quý vị khán giả. Họ mới là những người cuối cùng đưa ra quyết định. Tờ kết quả đây ạ, rất nhỏ thôi nhưng mà rất quyền lực. Tôi xin phép được đọc số phiếu bình chọn của Thanh Nhàn là 13,81%. Và nhóm Chiến binh đường phố họ giành được 25,34%. Như vậy là xin chúc mừng nhóm Chiến binh đường phố. Họ sẽ có mặt trong vòng chung kết. Và chúng ta sẽ tạm chia tay với cô gái xinh đẹp Thanh Nhàn tại đây. Hy vọng là sẽ được lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Thanh Nhàn ở những chương trình khác. Và cũng rất có thể Thanh Nhàn sẽ quay trở lại với chúng tôi ở vị trí khách mời, đúng không ạ? Xin cảm ơn Thanh Nhàn rất nhiều. Và chúng tôi xin phép được mời Thục Nhi, Đức Huy sẽ bước ra sân khấu. Cặp đôi dễ thương của chúng ta sẽ nắm tay nhau và chúng ta sẽ cùng đứng cạnh nhóm Chiến binh đường phố. Và lúc này thì chắc chắn là các con đang có cảm xúc rất là vui, đúng không nào? Các con có thể chia sẻ với mọi người cảm xúc của các con khi mà biết các con được bình chọn nhiều nhất không? Con cảm thấy rất là vui và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bình chọn cho con để con được vào vòng chung kết. Con cho bình chọn cho mỗi con rồi à? Cho cả bạn Nhi ạ. Vâng, Thục Nhi và Đức Huy rất là dễ thương. Cô cảm ơn hai con và chúc mừng hai con nhé. Hãy cố gắng hơn nữa ở vòng chung kết nhé. Rồi bây giờ đến nhóm Chiến binh đường phố này. Cho phép Thanh Vân được chúc mừng các bạn. Hôm nay chiến thắng hơi khó khăn đúng không? Vậy thì bây giờ có muốn nói lời gì để cảm ơn những quý vị khán giả đã ưu ái nhắn tin bình chọn cho mình rất nhiều không? Tôi xin thay mặt tất cả các thành viên trong nhóm thì lời đầu tiên muốn gửi đến là cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã bình chọn cũng như là các ban giám khảo đã ưu ái và ủng hộ bình chọn cho nhóm chúng tôi. Đó là một cái động lực, là một ngọn lửa động lực để thôi thúc chúng tôi cố gắng hơn nữa. Nên tôi và chúng tôi sẽ không phụ lòng tất cả các quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo. Nên xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chúc mừng các bạn một lần nữa. Vâng thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đã tìm được hai tiết mục tiếp theo sẽ đi vào vòng chung kết. Đó chính là Thục Nhi, Đức Huy và nhóm Chiến binh đường phố. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tiết mục xuất sắc đến với tên bán kết thứ 5 sẽ diễn ra vào 20 giờ tối chủ nhật tuần sau. Quý vị đừng quên bật kênh VTV3 lên để theo dõi đêm bán kết thứ 5 của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc đêm bán kết thứ 4 tại đây. Và xin được gửi lời cảm ơn đến 4 vị giám khảo. Chúng tôi xin được cảm ơn giám đốc âm nhạc Đức Trí. Xin cảm ơn đạo diễn múa Alexander Tú Nguyễn. Cảm ơn nhà thiết kế Huy Trần và ekip. Xin cảm ơn ekip trang điểm và làm tóc Nam Trung. Và đặc biệt xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành với chúng tôi và nhắn tin bình chọn cho những thí sinh yêu mến của chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chủ nhật tuần sau.